Tổng thống Trump dọa bỏ tù quan chức bầu cử và nhà hoạt động chính trị Tin vui liên tục ập tới, cả thế giới ồ ạt đặt cược vào chiến thắng của Donald Trump Tin tặc Trung Quốc nhắm vào dữ liệu điện thoại của ông Trump và Vance để giúp Kamala Harris Hoàn toàn không thể chấp nhận được, Trump xé toạt lệnh của thẩm phán về việc đưa những người không phải công dân trở lại danh sách cử tri Và sau đây là phần thông tin chi tiết Kính thưa quý vị, trong bài đăng ngày 25 tháng 10 trên mạng xã hội True Social, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết: "Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tính thiêng liêng của cuộc bầu cử và khi ông đắc cử thì những người gian lận sẽ bị truy tố theo mức cao nhất của luật, bao gồm cả án tù dài hạn. Hãy cẩn trọng, hành động pháp lý áp dụng với luật sư, nhà hoạt động chính trị, nhà tài trợ, cử tri bất hợp pháp, quan chức bầu cử tham nhũng, trường hợp thực hiện hành vi vô đạo đức chắc chắn bị truy nã." bắt giữ và truy tố ở mức độ chưa từng thấy ở đất nước chúng ta. Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa, cuộc bầu cử sẽ diễn ra. Khảo sát mới nhất do tờ New York Times cùng Đại học Siena hợp tác thực hiện cho kết quả Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đang thất bại thảm hại trước đối thủ về phiếu phổ thông. Thắng bại nhiều khả năng được quyết định bởi số phiếu phổ thông ở bảy bang chiến lược và Tổng thống Trump đang dẫn trước tất cả. Tin vui liên tục ập tới cả thế giới ồ ạt đặt cược vào chiến thắng của Donald Trump. Kính thưa quý vị, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đang ngày càng có cơ hội chiến thắng bầu cử trong bối cảnh cục diện ở các bang chiến trường đang nghiêng về hướng có lợi và các tổ chức thăm dò uy tín đều đánh giá ông Trump vượt lên rõ rệt. Không những sự hưng phấn của cử tri Hoa Kỳ mà cả thế giới cũng đang rất hồi hộp và mong chờ ngày ông trở lại tòa bạch ốc. Theo số liệu thống kê mới nhất, chỉ chưa đầy 3 ngày, Tổng thống Trump đã lật ngược thế cờ và bây giờ đã có 66% cơ hội chiến thắng. Tờ báo Anh Quốc Telegraph và hàng loạt truyền thông các quốc gia ngoài Hoa Kỳ cũng đã đồng loạt loan tin rằng, từ các tổ chức nghiên cứu tại Mỹ cho thấy, Tổng thống Trump đang chiếm ưu thế tại tất cả bảy bang chiến trường. Theo tổ chức phân tích FiveThirtyEight, ông có 51% cơ hội chiến thắng. Nhà nghiên cứu người Mỹ Nate Silver đưa ra con số 53%, trong khi tờ The Economist đánh giá ông có 54% cơ hội. Tờ thủ đô Paris nước Pháp cũng ghi nhận ông Trump đã vượt qua ngưỡng 50% cơ hội chiến thắng. Báo Anh đánh giá cơ hội chiến thắng bầu cử của ông Trump hiện tại là 66%. Nguyên nhân chính đến từ việc Tổng thống Trump đang ngày càng cải thiện vị thế bởi ba vấn đề chính, thành công vượt bậc về mặt kinh tế, giữ gìn an ninh thế giới và đảm bảo an toàn cho người dân Hoa Kỳ. Chính sách đối ngoại xuất sắc của ông giúp cả thế giới được sống trong hòa bình. Hiện tại, các tiểu bang đặc biệt là Arizona, Nevada, North Carolina và Georgia đã dường như chắc chắn thuộc về Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, để nắm chắc chiến thắng cách biệt thì ông Trump cần thêm một bang chiến trường nữa và khả thi nhất là Pennsylvania, nơi có các cuộc khảo sát cho thấy tỷ lệ cử tri nghiêng về phía ông Trump. Theo Telegraph, có hai yếu tố chính được cho là giúp ông Trump tiến gần hơn đến chiến thắng. Thứ nhất, việc cử tri Cộng hòa sẵn sàng đi bầu tăng vọt ở bang Pennsylvania và tỷ lệ cử tri đi bầu sớm cao khác thường ở bang Nevada cho thấy Tổng thống Trump nhận được sự ủng hộ rất lớn. Song song với việc phe Dân Chủ và Cộng Hòa đều đẩy mạnh vận động tranh cử, nhưng chiến dịch của ông Trump vẫn nhấn mạnh vào vấn đề lạm phát và khó khăn trong cuộc sống, khiến nhiều người nhớ tới thời kỳ kinh tế ổn định mà ông đã từng dẫn dắt. Thứ hai, chiến dịch vận động của ông Trump thường tạo ra ấn tượng mạnh, thu hút sự chú ý của cử tri. Cử tri ở Pennsylvania vẫn khởi chia sẻ khi được hỏi. Tôi nhớ ngày cuối tuần gần đây, Trump chiên khoai tây chiên ở cửa hàng McDonald's. Ông làm rất thành thạo. Ông ấy không hề nói dối, đây là điều mà Harris không thể nào làm được. Lợi thế của tổng thống Trump nhờ vào số cử tri chưa quyết định, một số cử tri chưa quyết định, dù số lượng không lớn cũng bắt đầu nghiêng về phía tổng thống Trump. Trong các cuộc phỏng vấn trước đây, nhiều người bày tỏ truyền thông dòng chính đã nhồi nhét chúng tôi suốt 4 năm qua rằng ông có tính khí kỳ dị, nhưng khi chúng tôi có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với ông ấy thì một bức tranh hoàn toàn khác, ông là người dễ gần, hòa đồng và rất vui vẻ gần đây cử tri nữ ở bang wisconsin đã nói rằng ông trump có rất nhiều tai tiếng nhưng ông ấy biết cách hoàn thành công việc tình hình quốc tế căng thẳng đặc biệt là nguy cơ xung đột toàn diện ở trung đông có thể giúp tổng thống trump ghi điểm nhiều hơn với cử tri trong khi người dân hoa kỳ hy vọng rằng ông trump tái xuất sẽ giúp chấm dứt và hạ nhiệt các cuộc xung đột thì những khó khăn liên tục ập tới bà harris trong việc lôi kéo cử tri sự ủng hộ đối với bà harris từ cộng đồng người mỹ gốc phi Đặc biệt là nam giới ở các bang quan trọng như Georgia và Pennsylvania đang có dấu hiệu suy giảm trầm trọng. Ngoài ra, bà Harris cũng gặp khó khăn trong việc thu hút cử tri gốc Tây Ban Nha và những người trẻ theo đường lối tiến bộ, một phần vì quan điểm của bà về Israel, nhiều cử tri trung lập nghi ngờ về khả năng lãnh đạo của bà. Tổng thống Trump nhìn chung đang ở vị thế rất tốt trước thềm bầu cử Mỹ, chính thức diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Cử tri ở bang Georgia nói rằng: "Chúng tôi không còn ngại ông Trump như trước nữa." Tôi nghĩ chúng ta phải đối mặt với thực tế là tổng thống Trump sẽ tái đắc cử và ông ấy sẽ không hủy hoại nước Mỹ như truyền thông dòng chính đưa tin. Tin tặc Trung Quốc nhắm vào dữ liệu điện thoại của ông Trump và Vance để giúp Kamala Harris. Trở lại chương trình ngày hôm nay, xin cập nhật tới quý vị tình hình bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Các tin tạc có liên quan đến Trung Quốc đã nhắm vào các cuộc trao đổi điện thoại của cựu tổng thống Donald Trump và ứng cử viên phó tổng thống JD Vance như một phần của nỗ lực do thám mạng trọng lớn hơn nhiều nhằm vào các mục tiêu cấp cao của Hoa Kỳ. Hiện tại vẫn chưa rõ tin tặc đã có thể truy cập vào dữ liệu nào. Nếu có, các cuộc trao đổi qua điện thoại của các quan chức cấp cao hiện tại và trước đây của Hoa Kỳ được các điệp viên nước ngoài thèm muốn. Sau đó là gửi toàn bộ vào email của chiến dịch tranh cử bà Harris. Các quan chức Hoa Kỳ đã thông báo cho chiến dịch tranh cử của Trump tuần này rằng Trump và Vance nằm trong số những người có điện thoại bị tin tặc Trung Quốc nhắm mục tiêu. Đồng thời, họ cũng gửi cảnh báo cho bà Harris cấm truy cập hoặc mở bất kỳ hợp thư nào được tổ chức này gửi tới nếu không sẽ mất quyền tranh cử hiện Kamala Harris chưa đưa ra phản hồi cũng như bình luận nào liên quan bởi nó có thể sẽ đe dọa trực tiếp đến con đường bà ta đang bước hoàn toàn không thể chấp nhận được trầm xé toạc lệnh của thẩm phán về việc đưa những người không phải công dân trở lại danh sách cử tri kính thưa quý vị trong phán quyết hôm thứ sáu thẩm phán tòa án quận Hoa Kỳ Patricia Joliver Kields cho biết việc xóa tên 1.600 cử tri đã đăng ký khỏi danh sách là vi phạm luật liên bang. Tổng thống Trump đã chỉ trích chính quyền Biden-Harris vì lợi dụng bộ tư pháp DOJ và một thẩm phán liên bang Virginia do Biden bổ nhiệm. Sau khi bà ra lệnh cho tiểu bang này phải đưa những người không phải công dân mới bị trục xuất trở lại danh sách cử tri. Bộ tư pháp Biden-Harris đã kiện khỏi thịnh phần chung Virginia, Hội đồng bầu cử tiểu bang Virginia và Ủy viên bầu cử Virginia vào ngày 11 tháng 10, cáo buộc rằng Việc xóa tên những cử tri đã đăng ký trong vòng 90 ngày kể từ cuộc bầu cử liên bang là vi phạm đạo luật đăng ký cử tri quốc gia năm 1993. Trong bài đăng trên Friday True Social, vị Tổng thống thứ 45 đã viết rằng Joe Biden buồn ngủ và đồng chí Kamala Harris đã vô lý cáo buộc tôi muốn vũ khí hóa Bộ Tư pháp khi họ đã thực hiện tất cả các hành động vũ khí hóa. Bây giờ, Bộ Bất Công thực sự được vũ khí hóa của họ và một thẩm phán do Joe bảo nhiệm đã tra lệnh cho khói thịnh vượng chung và Virginia đặt các cử tri không phải là công dân trở lại danh sách. Đây là một trò hề hoàn toàn không thể chấp nhận được và thống đốc John King hoàn toàn đúng khi kháng cáo lệnh bất hợp pháp này và hy vọng tòa án tối cao Hoa Kỳ sẽ sửa chữa nó. Chỉ có công dân Hoa Kỳ mới được phép bỏ phiếu. Hãy tiếp tục chiến đấu, Glenn và những người đảng Cộng hòa ở Virginia hãy tiếp tục bỏ phiếu sớm. Tôi sẽ gọi đến Glenn Straley cùng Lara Trump vào sáng mai để nói về phán quyết điên rồ này và thông báo về điểm dừng chân cuối cùng của tôi tại Virginia trước ngày bầu cử. Hãy theo dõi. Sau phán quyết này, Thống đốc Đảng Cộng hòa của Virginia, Len Youngkin, đã viết trong một tuyên bố. Chúng ta hãy làm rõ những gì vừa xảy ra. Chỉ 11 ngày trước cuộc bầu cử tổng thống, một thẩm phán liên bang đã ra lệnh cho Virginia khôi phục lại danh sách cử tri của hơn 1.500 cá nhân, những người tự nhận mình là người không phải công dân. Youngkin nói tiếp hầu hết những cá nhân này trước đó đều đã xuất trình các giấy tờ nhập cư xác nhận tình trạng không phải công dân của họ. Một sự thật gần đây đã được chính quyền liên bang xác minh. Việc loại bỏ một cử tri bất hợp pháp không bao giờ là bất hợp pháp. Tuy nhiên hôm nay, một tòa án do Bộ Tư pháp Biden Harris thúc đẩy đã ra lệnh cho Virginia đưa tên của những người không phải là công dân trở lại danh sách cử tri chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử tổng thống. Sau đó, ông chỉ trích DOJ vì đã đệ đơn kiện chưa đầy một tháng trước cuộc bầu cử tổng thống vì Bộ Tư pháp đã thực hiện trò hề đáng xấu hổ, có động cơ chính trị này 25 ngày trước ngày bầu cử. Thách thức một quy trình của Virginia đã được một thống đốc đảng Dân Chủ ký thành luật cách đây 18 năm và được Bộ Tư pháp chấp thuận vào năm 2006. Mayores khuyến khích người dân Virginia lên tiếng bằng lá phiếu của mình, bất chấp cuộc chiến pháp lý của Bộ Tư pháp và hứa rằng ông sẽ không bao giờ ngừng đấu tranh để bảo vệ sự toàn vẹn của quá trình bầu cử của cộng đồng. Ông cũng nói rằng ông sẽ kháng cáo phán quyết cho đến tòa án tối cao nếu cần thiết